đàn ông. Anh hai ơi, chỉ còn vài phút nữa thôi, em tiện đưa anh hai ra đi, về nơi an nghỉ. Giờ đây giờ đây em xin thắp lên là nén trầm hương, giải trong hồn anh hai có linh mở mắt khói hương. Lòng các em đi đâu đó xót xa, quá tạo ai đã bày xa tranh tầng đón xuống mà duyên dáng anh cần ai nhiều. Ôi thương nhớ anh quá mình, biết bao giờ các em gặp anh đây. Anh hai ơi, anh hai ơi, sao ra đi vì biết không gì. Thà sanh đi còn hơn tình đi, ôi con buồn đau. Anh hai ơi, chỉ còn vài phút nữa thôi, chiếc xe tan bắt đầu lăn bánh. Các em tìm đưa anh hai ra đi, về nơi an nghỉ sau cùng. Biết tìm nơi đâu anh hai của mình, nhìn thấy ảnh anh hai lòng vô cùng đau đớn, nhỏ lệ thương sầu không tình. Trên thắp nén này cắm tên trước lên sàn cầu tâm hồn anh hai nhẹ nhàng siêu thoát ra đi, về nơi cõi phật. Kể từ đây anh hai đâu còn nữa, vì anh đã xa đi không thở đã nơi này. Đi tính thay lời cho người em tiễn anh hai ra đi về nơi an nghỉ. Anh hai ơi, chỉ còn vài phút nữa thôi, các em tiễn đưa anh của mình xa đi, về nơi đầy hoa băng. Nhìn vào chiếc ảnh người lòng vô cùng đau đớn xót xa, em xin thắp ba nén hương dưới lòng ta. Giờ đây em xin thắp lên là ba nén trầm
mình lần sau tới. Hồn anh có tiếng lên về đây chơi chơi. Đổ cho cha mẹ vợ con và đổ cho anh chị em đang sống ở trần gian. Anh hai hỡi anh ơi, sao để nào xa đi không trở lại nữa rồi. Bỏ anh lại vợ con anh lòng đau đớn. Những đứa con thờ tiếc tiền rồi để về đây. Anh hai đã nằm yên trong tổ quan tài, còn anh vẫn đứng dậy. Gia đình
cộng chúng thỉnh kính mời toàn thể âm bà cô bác anh chị bà con sớm gì có mặt tám tam chưa kịp thắp hương thì có gì tự nhiên bước vào bên trong thắp hương để chia buồn những chút thời gian cái báo để nám lại về phòng của tôi để đưa lưng tụ anh hai cùng chúng con ra đi về nơi an nghỉ trong gia đình tăng lợi suốt mấy ngày qua nếu có điều chi sơ sót kính mong toàn thể ông bà cô bác anh chị bà con sớm diện niệm tình tha thứ bỏ lỗi qua cho hãy hiểu rằng cảnh bối rối tăng gia đừng có chấp cháu trai thay mặt gia đình để xin tối lời cảm tạ anh hai ơi chỉ còn vài phút nữa thôi trước linh tủ người anh em xin thắp nén hương cầu anh nhẹ nhàng xin tốt ra đi về yeah.